Chào các anh chị, có rất nhiều anh chị hỏi em về sản phẩm kem đánh răng Nhật Bản. Ngày hôm nay em xin giới thiệu kem đánh răng Nhật Bản 170g bán chạy nhất bên em. Sản phẩm có chứa canxi carbon nát, vitamin E và tinh thể muối tác dụng trực tiếp lên núm lợi, bảo vệ núm lợi hiệu quả, ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến răng miệng như viêm núm, viêm lợi, hôi miệng. Ngoài răng, sản phẩm còn giúp cho miệng chúng ta sạch bóng, hơi thở thơm mát. Đặc biệt, bên em đang có ưu đãi khi mua 2 tuýp sẽ tặng ngay một bộ vệ sinh lưỡi. Nhận hàng được kiểm tra ưng ý mới thanh toán. Mua ngay các anh chị nhé.